Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tôi đặt nặng cái buổi cầu nguyện này. Tôi nói Chúa ơi, con cần một cái sứ điệp cho dân sự của Chúa trong cái kỳ kiêng ăn cầu nguyện này. Tại vì mỗi lần kiêng ăn cầu nguyện thì tôi có giảng một bài giảng và tôi muốn cái bài giảng đó nó là sứ điệp của Chúa dành cho dân sự, chứ không phải giảng theo cái ý của tôi. Thế thì tôi suy gẫm và tôi tìm đến cái sự thử thách để chia sẻ cho hội thánh. Nhưng mà tối hôm qua lúc khuya thì Chúa cho tôi một câu kinh thánh, và cái câu đó nó cứ văng vẳng trong tôi, đó là ở trong Thi Thiên 46 câu số 4. Đây là câu kinh thánh mà tôi chia sẻ với hội thánh. Thì cái câu này sáng nay khi bắt đầu thờ phượng Chúa thì một sư ví, tôi và một sư ví không hề nói cho nhau biết về cái đề tài này. Và tôi nói một sư ví là chỉ là hướng dẫn cầu nguyện thôi. Thì sáng nay một sư ví cầu nguyện và Chúa dẫn dắt, và những cái bài hát nó liên quan đến cái câu kinh thánh này. Dạ, xin mời hội thánh chúng ta cùng nhau đọc câu kinh thánh này 3 lần, câu kinh thánh này anh chị em. Chúng ta cùng mở ra ở trong sách Thi Thiên 46 câu số 4. Có trên máy rồi, xin mời chúng ta cùng nhau đọc 3 lần câu kinh thánh này. Xin bắt đầu. Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chi Cao. Có một dòng sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chi Cao. Lần 3. Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chi Cao. Dạ, cảm ơn Chúa. Chủ đề tôi chia sẻ với hội thánh buổi sáng này đó là dòng sông làm vui thành Chúa. Dạ, đây là cái chủ đề mà tôi chia sẻ với hội thánh. Ở trong Thi Thiên 46 này, đây là bài hát con cháu Cô-rê làm cho thầy nhạc chánh dùng về điệu Alamot. Chúng ta biết con cháu Cô-rê, dòng dõi của Cô-rê cũng là dòng dõi của người Lê-vi, là dòng dõi của chức thể tế lễ. Trong dòng dõi đó, chúng ta biết Cô-rê cũng là người mà nổi loạn và chống lại A-rôn, Môi-se và Miriam. Thì với cái điều đó, và đất đã hạ nuốt con cháu của Cô-rê và các đảng đi theo, 250 quan trưởng đi theo Cô-rê. Nhưng mà dẫu vậy, chúng ta thấy rằng là trong dòng dõi Cô-rê vẫn có những con người kính sợ Đức Chúa Trời. Tôi ví dụ như trường hợp của David. David phạm tội với Bát-sê-ba và đứa con trai đó chết. Nhưng khi David ăn năn thì Đức Chúa Trời lại cho một thế hệ, đó là Salomon, là người trỗi hơn những dòng con khác của David. Nếu nói về Bát-sê-ba với lại David thì chúng ta thấy rằng đó là một cái tội lỗi mà Đức Chúa Trời ngài gớm ghiếc. Và David muốn giữ lại đứa con đó, David đã kiêng ăn cầu nguyện, mặc bao gai đội cho để kiêng ăn cầu nguyện cho đứa con đó. Nhưng mà cuối cùng thì đứa con đó chết. Khi ông nghe tin đứa con chết thì lập tức ông trỗi dậy, ông tắm rửa, ông sức dầu lên. Mọi người nói, ủa tại sao vậy? Khi mà đứa con bệnh thì ông kiêng ăn cầu nguyện, bao nhiêu người kêu ông hãy ăn đi, nhưng mà ông có được kết quả không ăn. Nhưng bây giờ đứa con chết rồi thì ông lại ăn, rồi ông lại tắm rửa, ông đã trỗi dậy. Và ông trả lời rằng là gì? Là bây giờ nó chết rồi, ta không cần phải kiêng ăn nữa, ta cũng không cần phải buồn rầu làm chi, bởi vì đó là ý chỉ của Chúa. Cho nên có những cái điều ở trong đời sống của chúng ta, trong sự hầu vì Chúa của chúng ta, trong quá trình chúng ta theo Chúa, có những cái điều mà thất bại trong quá khứ, có những điều chúng ta bị gãy đổ trong quá khứ, có những điều chúng ta thua cuộc trong quá khứ, anh chị em đừng cố để gặm nhấm nó, để than vãn về nó, để đau khổ về nó. Nhưng chúng ta hãy trỗi dậy đến với Chúa để chi vậy? Để cái dòng sông của Chúa có thể tưới mát và làm cho vui thành của Chúa trở lại. Lý do tại sao chúng ta trở nên không có kết quả? Bởi vì chúng ta đã để cho cái chủng của sự chết nó cầm quyền ở trong đời sống của chúng ta, nó áp đảo tâm trí của chúng ta. Chúng ta gặm nhấm sự thất bại, và đôi khi chúng ta cứ nói những cái lời tiêu cực, cứ nói mãi về sự thất bại, nói mãi về sự thua cuộc của chúng ta, mà chúng ta không nhìn vào chính Chúa
là đấng có quyền năng để khởi đầu mới cho ông bà chị em, một chặng đường mới để thành công mới và kết quả mới. Cho nên ở đây chúng ta thấy là có một cái ngọn sông, thành nước nó làm vui thành của Đức Chúa Trời. Thật ra tại thành Jerusalem không có một cái con sông nào cả. Trong xứ Palestine thì có sông Euphrates, có sông Bison, có sông Jordan. Nhưng mà không có một cái ngọn sông, sông đó không có chảy vô trong thành của Chúa. Để thành của Chúa là gì? Và cái dòng sông này là dòng gì mà có thể dòng nước của nó làm vui thành của Đức Chúa Trời? Trước hết chúng ta cần biết được cái thành của Đức Chúa Trời là gì. Rồi sau đó chúng ta sẽ nói về cái dòng sông này. Cái từ thành của Đức Chúa Trời đây, chúng ta xem qua đoạn 48 câu 1 và câu 2 ghi như thế này: Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng được ngợi khen, trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta và tại trên núi thánh Ngài. Núi Si-ôn đẹp đẽ nổi lên về phía bắc, là kinh đô của vua cao cả, là sự vui vẻ của cả thế gian. Kinh Thánh nói thành của Chúa chính là gì? Là núi thánh của Ngài, là Si-ôn đẹp đẽ. Thành của Chúa chính là Si-ôn. Si-ôn đẹp đẽ. Và Si-ôn là gì? Chúng ta cùng xem Thi Thiên 132. Thi Thiên 132 câu 13 và câu 14. Ông bà chị em đọc cùng tôi. Thi Thiên 132. Xin đọc. Vì Đức Giê-hô-va đã chọn Si-ôn, Ngài ước Si-ôn làm nơi ở của Ngài. Đây là nơi an nghỉ ta đời đời, ta sẽ ngủ ở đó, vì ta có ước ao như thế. À, trong cái này nó bị lỗi nha. Tôi đọc lại trong cái bản Kinh Thánh này. Vì Đức Giê-hô-va đã chọn Si-ôn, Ngài ước Si-ôn làm nơi ở của Ngài. Đây là nơi an nghỉ ta đời đời, ta sẽ ngủ ở đây, vì ta có ước ao như thế. À, Chúa nói Ngài chọn Si-ôn làm nơi ở của Ngài. Si-ôn ở trên đất chính là thành David, là đền thờ Jerusalem. Và Chúa nói là ta chọn nơi đây làm nơi ở của Ngài. Trong cựu ước thì cần có một cái nơi. Ví dụ như thời của Abraham là ông đi đến đâu thì ông lập cái đền thờ đó, ông lập cái bàn thờ đó và ông thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho đến thời của Môi-se thì bắt đầu có đền tạm và Chúa ban cho cái hòm giao ước. Hòm giao ước ở đâu là sự hiện diện của Chúa ở đó. Và cái hòm giao ước đó nó được bắt khởi đầu từ thời của Môi-se và nó kéo dài cho đến thời của Đấng Christ. Cho đến khi Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá thì lúc bấy giờ đền thờ, trong đền thờ bức màn xé ra từ hai, làm hai từ trên chi dưới. Và cái hòm giao ước sau đó Kinh Thánh không có ghi lại cái hòm giao ước nữa. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 27 từ câu 53 trở đi thì chúng ta thấy rằng là bằng đền thờ, cho đền thờ bức màn xé ra từ làm hai từ dưới và phía trong đền thờ đó, phía trong cái bức màn đó, đó chính là hòm giao ước. Nhưng mà kể từ đó Kinh Thánh không hề ghi lại cái hòm giao ước nữa. Điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời còn ngự ở trong cái đền thờ do người ta tạm làm ra. Cho nên cái hòm giao ước đó nó không còn giá trị trong cái vấn đề thuộc linh. Ngày hôm nay người ta đi tìm cái hòm giao ước và ta nghĩ là cái hòm giao ước đó là nơi Chúa hiện diện. Và nhiều bộ phim làm ra về chén thánh rồi hòm gương thánh đủ thứ. Nhưng mà Chúa nói như thế nào ở trong sách Công vụ Sứ đồ đoạn 17 câu 24? Đức Chúa Trời không hề ngự ở trong cái đền tạm do người ta làm ra nữa. Như vậy cựu ước Si-ôn là nơi ở của Chúa, tức là nói về hòm giao ước, sự hiện diện của Chúa ở trong dân của Ngài. Cho nên nào có hòm giao ước nơi đó, Chúa ngự. Nhưng mà tại sao trong đất ước thì hòm giao ước không còn giá trị? Tại sao ông bà chị em? Ở trong Văn đoạn 1 câu 14 ghi thế này: Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Và cái từ ngữ nó là ở giữa chúng ta, trong nguyên nghĩa là hòm giao ước hay là đền tạm, tabernacle ở trong tiếng Anh. Cho nên cái câu này, cái từ này đã cho chúng ta biết rằng chính Chúa Giê-xu Ngài là ngôi lời. Bây giờ Ngài trở nên xác thịt và Ngài ở giữa chúng ta, Ngài ở giữa hội thánh của Ngài. Và thông qua giá chuộc, thông qua giao ước mới, Ngài đã ngự vào chúng ta bởi Thánh Linh. Và kể từ đó, kể từ khi Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết, bất cứ một người nào tin Ngài thì lòng của tôn bà chị em, thân thể của tôn bà chị em trở thành siêu của Chúa.
Và bất cứ những con nơi nào có những hai ba người nhóm nhau lại dân dân Chúa, thì tại đó siêu âm của Chúa được thiết lập. Ngay hiện diện ở đó. Nếu chúng ta có căn nhà thì chúng ta họp lại, thì siêu âm ra đây. Nhưng chúng ta không có, chúng ta ở công viên, chúng ta ngồi lại, chúng ta thờ phượng Chúa, thì siêu âm của Chúa cũng ở đó. Mà nếu căn nhà mà không có sự thờ phượng thì đó không phải là siêu âm. Siêu âm là nơi ở của Chúa. Và người ta nói gì? Ta có ước ao như thế. Nếu là nơi ở của Chúa, nếu là nhà của Chúa, Ngài có toàn quyền, phải không ạ? Giả sử nhà của tôi có toàn quyền tôi ở. Nhưng mà nếu nhà của ai đó tôi không có toàn quyền tôi ở, mà tôi muốn vào thì sao ạ? Tôi phải xin, tôi phải gõ cửa. Và khi người ta mở ra tôi mới có thể bước vào trong nhà đó. Nếu không, tôi sẽ không có vào trong nhà đó được. Chúng ta biết rằng là trong giao ước mới, chúng ta tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình. Thánh Linh của Đức Trời, Ngài ân chứng cho lòng chúng ta, thì chúng ta gọi Đức Trời là Abba Cha. Nhưng bạn chị em có biết rằng trong nhà của chúng ta chính là thân thể này, Đức Trời vẫn tôn trọng và Ngài muốn ngự. Chúng ta xem ở trong Timôthê thứ nhất, đoạn 3 câu 15. Timôthê nhất đoạn 3 câu 15. Chúng ta cùng đọc với nhau. Phòng ta có chạm đến thì con biết làm thế nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Trời hàng sống, trụ và nền của lẽ thật. Ở đây Sứ đồ Phaolô đã cho Timôthê biết rằng nhà của Chúa chính là hội thánh. Mà hội thánh là ai? Hội thánh phải là căn nhà không? Không, hội thánh chính là những người tin Chúa. Amen. Chúng ta xem một câu kinh thánh khác. Ở trong sách Hebrew, Hebrew chương 3 câu 6. Hebrew chương 3 câu 6. Xin bắt đầu. Nhưng Đấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Chúa. Mà nhà Chúa, tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến ngày cuối cùng của lòng tin chắc và trông cậy, là sự chúng ta lấy làm vinh hiển. Nhà Chúa là gì? Là chúng ta. Như vậy, tôi và chị em là hội thánh của Chúa, và tôi và chị em cũng là gì? Là nhà của Chúa. Mà Chúa nói là gì? Ta có ước ao ở đó, ta có ước ao cư trú ở đó. Đây là nơi an nghỉ của ta đời đời. Ta muốn ta sẽ ngủ ở đây vì ta có ước ao như thế. Giả sử như tôi đứng đây và tôi nói tôi ước ao tôi ở trong căn nhà này. Vì căn nhà này không phải là nhà của tôi. Tôi ước ao được ở trong căn nhà này. Nhưng nếu căn nhà này của tôi thì tôi cần phải ước ao được ở nhà này không? Không. Tôi muốn vào là tôi vào, tôi muốn ra là ra. Cho nên nơi ở của Chúa, Ngài, tại sao Ngài nói là Ngài ước ao? Bởi vì Ngài đang tôn trọng tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta có ấn chứng của Thánh Linh, nhưng mà trong đời sống của mỗi chúng ta mỗi cái căn phòng, một cánh cửa, chúng ta có mở ra cho Chúa hay không? Nhiều khi Chúa gõ cửa nhưng mà chúng ta là không có mở. Chúa ơi, con muốn đóng lại, con muốn ở riêng của con, và con muốn giữ riêng cho con không muốn Chúa chạm đến con. Biết bao nhiêu điều mà chúng ta đã từng bị thất bại vì cớ chúng ta đã đóng cửa không cho Chúa bước vào. Và khi thất bại rồi, lúc bây giờ chúng ta mới nói với Chúa như thế nào? Chúa ơi, xin thương xót con. Đúng không anh chị em? Chúng ta xem ở trong Thi Thiên 133. Câu 3. Lại khác nào sưng móc hẹt môn xa xuống các núi Siôn, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Như vậy cái ý định của Đức Chúa Trời là tại Siôn, Chúa làm gì cho Siôn ạ? Chúa ban phước cho Siôn. Và Chúa nói là gì? Là vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Như vậy tại Siôn có sự sống, tại Siôn có phước hạnh. Cho nên chúng ta trở lại cái câu kinh thánh ở trong sách Thi Thiên đoạn 46, thì ở đây nói rằng này, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao. Như vậy Siôn hay là thành của Chúa, tức là Siôn là nơi thánh. Vậy tôi và quý ông bà chị em có thật sự đang ở trong sự hiện diện của Chúa không? Có không ạ? Dạ. Tại vì Đức Chúa Trời Ngài đã đến qua thân vị của Chúa Giêsu.
Và khi Chúa Giêsu Ngài đến thì Ngài là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Có cái sự ấn chứng và có sự hiện diện. Sự ấn chứng của Thánh Linh thì tất cả chúng ta tin Chúa đều có sự ấn chứng của Thánh Linh hết. Người mạnh hay là người yếu, người còn bệnh tật hay là người được chữa lành, người còn bị có những cái dấu ước của ma quỷ hay là không còn dấu ước ma quỷ, thì cái dấu hiệu, cái sự ấn chứng của Thánh Linh của Chúa vẫn còn ở trong chúng ta, vẫn có ở trong chúng ta. Và cái dấu hiệu ấn chứng đó là đời đời. Nhưng mà Chúa Ngài ngự ở trong chúng ta thì thông qua điều gì? Chúng ta cùng xem ở trong Ê-phê-sô đoạn 3. Ê-phê-sô đoạn 3. Chúng ta đọc từ câu 14 cho đến câu số 17. Xin đọc cùng nhau chị em. Ấy là vì cỡ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha. Bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong anh em. Đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong anh em. Vậy thì ai ngự trong chúng ta? Mà bây giờ nó là nhân đức tin thì Đấng Christ ngự trong anh em. Khi mà chị em tiếp nhận tin và nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình thì ai ở trong lòng chúng ta ngay tức khắc? Đức Thánh Linh. Vậy thì Đấng Christ ở đâu? Đấng Christ đang ở đâu ạ? Chúa Giêsu Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để làm gì? Cầu thay chúng ta. Chúng ta xem ở trong Roma đoạn 8 câu số 34. Rồi chúng ta cùng nhau đọc ạ. Amen. Chúa nói rằng xin lỗi chị em. Chúa nói rằng là Ngài đã về bên Đức Chúa Trời và làm gì? Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu nguyện thế chúng ta. Đồng đức đang ở đó. Để bên đang ngồi trên ngay bên điện để cầu nguyện thế chúng ta. Nhưng mà chúng ta lại được Thánh Linh của Chúa ở bên trong. Nhưng mà ở trong Ê-phê-sô nãy đoạn 3 đó thì nói sao? Nó nói nhân đức tin mà ngự ở trong chúng ta. Như vậy chúng ta có Thánh Linh, rồi chúng ta có Đấng Christ ngự ở trong chúng ta. Và chính Chúa Giêsu nói rằng chúng ta đến cùng Người và ở trong Người. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 23 ghi như sau: Đức Chúa Giêsu đáp rằng nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ yêu thương người, chúng ta sẽ đến cùng Người và ở trong Người. Wow. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Cha, Con và Thánh Linh ở trong chúng ta. Ba thân người ở trong chúng ta. Nhưng mà ai là thường trực ạ? Đức Thánh Linh thường trực. Chúng ta tưởng tượng đi, một con người nhỏ bé như chúng ta, một con người thấp kém như ta, một con người đầy tội lỗi như chúng ta, mà Đấng Thánh Khiết tuyệt đối kia Ngài lại cư trú ở trong thân thể của tôi và chị em, là đền thờ Đức Trời ngự trong chúng ta. Thì điều đó anh chị em nghĩ cái thân thể này có quý không ạ? Cực kỳ là quý. Và tại sao Ngài ở trong ta? Bởi vì Ngài muốn ban phước cho tại cái thành này. Ngài muốn ban phước cho cái tâm hồn của tôi và chị em. Ngài đến để Ngài làm cho tôi mới cái tâm hồn này. Bởi vì tôi và chị em thường hay có cái chủng bóng chết lắm. Đừng nói chúng ta hầu vì Chúa lâu hay là mau. Đừng nói chúng ta học ở mức độ nào về lời Chúa, hay là thâm niên như thế nào trong lời Chúa. Đừng nói là chúng ta có thể gọi mưa hay là gọi lửa từ trời như là Eli, vẫn có thể chạy trốn khỏi Giê-sa-bên và cuộc đời ông đầy sự sợ hãi trong thời gian đó. Không ai chúng ta có thể vỗ ngực xưng tên, ai có thể chối thầy, nhưng riêng tôi thì không. Tất cả chúng ta đều có thể có những lúc nào đó trong lòng của tôi và chị em, nó có cái sự khô hạn, có cái chủng của sự chết. Thi Thiên 84 câu số 6 nói rằng khi họ đi ngang cái chủng
cái bóng, cái chủng của sì chét đó, thì làm cho mưa sớm phủ phước cho nó. Và họ đi tới câu 7 này, họ đi tới sức lực càng thêm lên để ra mắt Đức Trời tại Siôn. Cho nên chúng ta, lòng của chúng ta hay là con người chúng ta, đó chính là cái Siôn, là nơi mà Chúa ngự. Ông bà chị em không phải chạy qua Jerusalem để tại đó chúng ta mới có Chúa ở đó. Chúng ta cũng không phải chạy qua Indonesia vì tại đó Chúa đang thăm viếng ở tại đó. Chúng ta không cần phải chạy đi đâu hết. Tất nhiên, nơi đó Chúa đang thăm viếng, nơi đó Chúa đang đầy dẫy Ngài, nơi đó Chúa đang vận hành. Khi chúng ta bước vào, chúng ta vẫn được cái sự đụng chạm. Nhưng nếu lòng chúng ta không mở ra, thì Chúa cũng không thể nào hành động một cái gì đó ở trong chúng ta. Nếu chúng ta còn giữ cái sự dối trá, chúng ta còn giữ những cái tội lỗi dậy vấn vương, thì Ngài cũng không thể hành động ở trong chúng ta. Bởi vì chúng ta đã không để cho Chúa, Ngài làm, Ngài dòng sông ở bên trong đó, nó tuôn chảy để làm cho nó trở nên tươi mát. Cho nên chúng ta thấy ở đây là cái dòng sông đó Chúa sẽ làm cho nó làm gì? Cái dòng nước của nó làm vui thành của Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ đi thêm một cái ý nghĩa của cái từ này. Cái từ thứ nhất mà tôi và anh chị em cùng tìm hiểu trong cái nghĩa của từ, gốc từ của nó. Ở đây nói rằng là có một cái dòng ngọn sông, dòng nước nó, cái dòng nước nó. Ở đây nó có một cái ngọn sông. Trong nguyên nghĩa nó không phải là một cái ngọn sông mà là một con sông. Là a river. Đó là một cái con sông. Nó không phải là cái ngọn, tức là cái nguồn của nó. Chúng ta thấy tiếng Hebrew thì nó có cái gốc từ và cái ngọn từ, cái gốc từ. Thì khi nói về cái ngọn sông, tức là gì? Ở đây cái Kinh Thánh thì lại dùng tiếng Việt của chúng ta dùng từ là ngọn sông. Nhưng mà Kinh Thánh trong tiếng Hebrew thì nó không bao giờ từ ngọn sông, mà là đó là một cái con sông, một cái dòng sông, một con sông. Như vậy khi một con sông thì nó có cái nguồn không anh chị em? Nó phải có cái nguồn. Thí dụ như sông Cửu Long của chúng ta nó có 9 cái nhánh sông, nhưng mà nó bắt nguồn thì ngày xưa anh em học là bắt nguồn từ đâu ạ? Từ Tây Tạng đúng không? Từ Tây Tạng rồi chảy dòng dài dài xuống, và cuối cùng đó là 9 cái nhánh sông. Và nếu như cái nguồn mà bị chặn lại thì sao? Ở dưới hạn hán. Vừa qua thì chúng ta thấy ở Cần Giuộc bị hạn hán. Tiền Giang có bị không? Có bị nước mặn xâm thực không? Dạ, rồi Long An cũng bị, Bạc Liêu cũng bị, Cà Mau cũng bị. Gần như hết cả cái vùng đồng bằng sông Cửu Long đều bị cái hạn hán, do cái dòng sông nó bị chặn lại ở trên đầu nguồn và nước nó không thể về đủ ở cái miền đồng bằng phần cuối của ngọn sông này. Như vậy ở đây Kinh Thánh nghĩa là gì? Có một ngọn sông, nhưng mà cái dòng nước của nó thì làm vui thành của Đức Chúa Trời. Để tôi nói về cái ngọn sông trong Kinh Thánh, cái dòng sông đầu tiên ở trong Kinh Thánh có ghi lại, đó là dòng sông nào? Anh chị em còn nhớ không ạ? Dòng sông nào ạ? Dòng sông Bison. Chúng ta cùng xem Sáng Thế Ký chương 2 câu 10 và câu 11. Có một con sông từ Eden chảy ra đặng tưới vườn, rồi từ đó chia ra làm bốn ngã. Tên ngã thứ nhất là Bison, ngã đó chảy quanh xứ Havila là nơi có vàng. Và câu 12 đó là vàng này rất cao, tại đó có nhũ hương bỉnh ngọc. Còn tên sông thứ nhì là Gihon, sông thứ ba là Hideke, sông thứ tư là Euphrates. Con sông thứ nhì, thứ ba, thứ tư thì không có ghi lại là con sông đó chảy ra cái gì. Nhưng mà riêng có một con sông là dòng sông Bison. Thì con sông đó ngã ra chảy quanh xứ Havila là nơi có vàng, vàng sông này rất cao và có nhũ hương và bích ngọc. Như vậy chúng ta thấy là có ba cái điều mà con sông này chảy ngang qua là nó ra là gì? Thứ nhất là vàng, thứ hai là nhũ hương, và thứ ba là bích ngọc. Đây là những cái vật liệu quý, sang trọng. Nhưng mà ba cái con sông kia thì lại không có ghi lại nó chảy ra cái gì cả. Không có thấy sự sống ở đó. Nhưng mà cái con sông này thì lại có. Con sông này có vàng, nói về sự thịnh vượng. Con sông này có nhũ hương, nói về nhân cách. Con sông này nói về bích ngọc, nói về cái sự quý giá và sự sang trọng. Và chỉ có con sông Bison này, nó có thể đem lại cái sự vui thích, đem lại cái sự giàu có, đem lại sự sung mãn, đem lại cái sự phước hạnh. Chúa Giê-xu đã tuyên bố, nói với cái người đàn bà ở bên giếng Sikha, Chúa nói rằng là, ngươi uống nước này thì sẽ còn khát mãi, nhưng mà nước ta cho thì sẽ thành một mạch nước văng ra
cho đến sự sống đời đời. Cũng trong Giăng đoạn 4 Chúa nói được đó, nhưng mà đoạn 7 câu 37 đến 39 thì Chúa nói là sao? Người nào tin ta thì sông nước sự sống chảy ở trong lòng. Mà Chúa nói điều đó chỉ về Thánh Linh. Như vậy đâu đó chúng ta thấy Sáng Thế Ký, đâu đó ở trong sách Thi Thiên, đâu đó ở trong sách Giăng, Chúa có nói về một dòng sông. Mà chúng ta thấy kể cả sách Khải Huyền cũng nói về một dòng sông trong như lưu ly. Cái dòng sông này nó chảy ra vàng, nhũ hương và bích ngọc. Dòng sông này được gọi là dòng sông Bison. Từ Bison này trong nguyên nghĩa của tiếng Hebrew có nghĩa là phân phát ra. Phân phát ra, làm cho lớn lên, làm cho trở nên sung mãn, tức là thịnh vượng. Và giang ra, làm cho rộng ra, hay là vươn tới. Đây là ý nghĩa của từ Bison. Tại xứ Palestine có hai cái biển. Một biển gọi là biển Galilee. Biển thứ hai gọi là biển chết. Và hai cái biển này nó khác nhau ở chỗ nào? Thứ nhất là giống nhau, là giống về biển. Nhưng mà khác nhau ở chỗ là cái biển Galilee thì cá sống đầy hết. Nhưng cái biển chết thì không có một sinh vật nào sống được. Người ta đo lường cái mức độ mặn của cái biển chết á, nó mặn hơn cái biển bình thường gấp 8 lần. Nếu chúng ta không biết bơi, xuống đó không chết, nó vẫn nổi lên. Và người ta có thể nằm ở trên nước đọc sách. Tại sao cái biển này gọi là biển chết? Nó thấp hơn cái mức nước biển bình thường mấy trăm mét. Và nước ở trên các núi á, nó chảy vào, cứ chảy vào và nó không có một chỗ để chảy ra. Và do cứ sức nắng, do ánh nắng của mặt trời, nó bốc hơi lên. Và càng ngày biển nó càng mặn. Và không có một con cá, con sinh vật nào sống ở dưới đó được. Nhưng ngược lại, biển Galilee cũng vậy. Là cũng nước cũng chảy vào, nhưng nó chảy ra những nhánh sông. Và nước đối lưu, cho nên luôn luôn cá rất là nhiều ở đó. Thời Chúa Giê-xu thì sao? Các môn đồ đánh cá ở biển Galilee, biển hồ Galilee. Cho nên nếu dòng sông chỉ có nhận mà nó không chảy ra, thì dòng sông đó gọi là dòng sông gì? Chết. Mà nếu nó nhận và nó chảy ra, nó nhận và nó chảy ra, cứ liên tục nhận và chảy ra, nhận chảy ra thì sao? Thịnh vượng. Nó mới sống. Dòng sông sự sống là dòng sông, là cái nước nó chảy. Nó không có tụ lại, nó không bị tù. Mà nó chảy ra, nó cứ chảy ra, nhận và chảy ra, nhận và chảy ra. Đó là sự sống. Giống như khi anh chị em múc cái nước dưới giếng á, thì chúng ta cứ hút nước lên thì nước nó cứ trồi lên liên tục. Và nước nó luôn luôn trong lành. À, ở miền Tây thì chúng ta hồi trước đây chưa có khoan giếng á, thì chúng ta thường hay là xài cái nước sông. À, múc nước sông lên, nước đó rửa ở đó luôn, tắm ở đó luôn, giặt ở đó luôn, nhưng mà múc lên, nấu ăn luôn. À, người ta làm dùng cách là gì? Lắng phèn, phải không ạ? À, dùng phèn chua lắng để cho cái phù sa, cái đất á. Nhưng mà thật sự phù sa đó nó lắng xuống, nhưng mà nước nó trong thật. Nhưng mà thực tế thì nước có sạch không? Nó không sạch. Nhưng người ta vẫn coi là nước nó sạch. À, cũng lạ lắm. Cũng một chậu nước. À, nó dơ ha. Người ta đưa tay người ta rửa. Và chúng ta nói rửa thì tay mình sạch. Mà rửa trong cái nước là nước. Bây giờ, mà cái tay thì lại sạch. Vì cái công dụng của nước để nó làm tẩy đi những cái chất dơ. Cái dòng sông nó chảy đó, khi nó chảy đó, nó sẽ tống đi những cái rác rưởi, nó tống đi những cái miệng, những cái tù túng. Nếu không có dòng sông chảy, thì nước nó cho nên nước tù, và nó gọi là cái biển chết, nó là cái có sự chết. Từ chết này trong nguyên nghĩa thế là, nó là trạng thái không hoạt động, không sanh sản, không có tỉnh thức. Cho nên anh chị em thấy có nhiều khi, cái dòng sông ở trong anh chị em và tôi, có những lúc, nó bị tù quá không ạ? Có không ạ? Nó không chảy. Khi mà chúng ta có những cái điều mà ma quỷ nó làm cho mình cứ đổ lỗi cho nó phải không ạ? Nhưng mà không, cũng có tác nhân của nó. Nhưng quan trọng là chúng ta có quyết định để cho nó được phép hành động ở trong chúng ta hay không? Chúng ta có quy quyền đó. Đôi khi một sự việc mà chúng ta cứ gặm nhắm nó, chúng ta cứ để nó cứ lẩn quẩn ở trong lòng của mình, thay vì chúng ta nhân danh Giê-xu để đuổi nó ra và khước từ nó, thì chúng ta được tự do ngay. Thay vì những rác rưởi đó nó làm cho nghẹt ngọt cái dòng sông, thay vì chúng ta khơi thông nó, vứt nó ra ngoài, thì chúng ta cứ để cho nó cứ lên bền ở trong tâm lòng của mình.
Nằm ngủ cũng nhớ những câu chuyện đó, đi làm cũng nhớ câu chuyện đó. Và chúng ta không có có sự tươi mới ở trong tâm linh. Một người mà không có sự tươi mới, gặp nhau có dễ cười không ạ? Ai đụng tới cái thì sao ạ? Tổn thương tôi. Tại vì nó không sự sống ở bên trong. Nếu nói là không có tâm linh không đúng. Chúng ta có ân chức của tâm linh, nhưng con này cái dòng sống của mình nó bị chặn dòng rồi. Chúa chặn hay là ai chặn? Chúa không có chặn. Nhưng đôi khi chính chúng ta chặn nó lại. Mà anh em thấy cái dòng sông nó càng chảy ra thì có vàng, càng chảy ra có nhũ hương, càng chảy ra có bích ngọc. Và dòng sông đó, cái đi xô đó, nó phải lan rộng ra, nó phân tán ra. Nó phân tán liên tục. Chúng ta thấy cái dòng suối ở trong Ê-sai đoạn 58 câu số 11, anh em nhớ không câu đó? Anh em nhớ câu 8 này. Đi xưa ba, mời Vũ. Dạ, amen, cảm ơn Vũ. Cái phần cuối cùng là gì? Ngươi sẽ như vườn năng tưới và như nước gì? Nước suối không bao giờ cạn tắc. Khi nói rằng cái dòng sông nó bắt nguồn thì nó không bao giờ cạn tắc, vì nó có cái nguồn mà nó tuôn chảy không bao giờ cạn tắc. Càng chảy ra nó càng sung mãn, càng chảy ra nó càng trở nên giàu có, càng chảy ra nó càng trở nên tươi mới. Có bao giờ anh chị em mệt mỏi vì sự làm lành không ạ? Khi chúng ta làm lành cho một ai đó nhưng mà người ta không biết ơn mình, chúng ta làm sao? Nghĩ không làm lành nữa. Nhưng nếu chúng ta biết cái dòng sông nó bắt nguồn từ đâu thì chúng ta không được nghĩ. Liên tục yêu thương, liên tục tha thứ. Phaolô nói gì? Anh em thì rủa xả, còn tôi thì chúc phước. Vì trong lòng của ông không có sự rủa xả trong lòng của ông. Trong lòng ông không nghĩ đến cái sự rủa xả. Trong lòng ông cũng không có lời của sự rủa xả. Bởi vì lòng của ông đã có ngọn sông của Chúa ở bên trong rồi. Còn bữa nào có bữa thì vui, có bữa thì buồn, có bữa thì tổn thương, có bữa thì tha thứ. Có nghĩa là trong cái dòng sông này nó như thế nào? Nó lộn xộn ở trong đó hết. Và dòng sông nào mới làm nuôi thành của Chúa đây? Mày liệu cái dòng sông mà lộn xộn này có nuôi thành của Chúa được không? Cho dẫu chúng ta hát mừng vui mỗi ngày nhưng nó vui không nổi. Nếu có những rác rưởi ở bên trong, nếu có những cái tội lỗi giấu kín ở bên trong, nếu có sự mưu đồ ở bên trong, nếu những có những cái tư tưởng sai trật ở bên trong, thì anh chị em ơi, cái dòng sông nó không thể làm vui thành của Chúa được. Cái từ vui thành, từ này rất là hay. Làm cho vui thành của Chúa. Từ vui hay là làm vui thành của Chúa, từ vui này có nghĩa là làm cho bừng sáng, đây là nghĩa thứ nhất. Làm cho cái thành này nó sáng lên. À. Cái thành nào? Cái thành này là nơi Chúa ngự. Mà anh chị em biết Chúa là sự sáng rồi. Nhưng mà anh chị em biết rằng là có những lúc chính Chúa là sự sáng nhưng mà cái thành nó vẫn tối không? Tại sao nó tối? Tại vì cái đèn này chúng ta nhốt với cái thùng. Đúng không ạ? Chúng ta để cái đèn đốt cháy nhưng mà lấy cái thùng chúng ta ụp lại. Đèn vẫn cháy. Nhưng mà nó không sáng. Cho nên cái từ làm vui có nghĩa tôi làm cho nó sáng lên. Nào anh chị em, ngay bây giờ có cái điều gì ở trong tôi mà chị em nó cảm thấy tối? Thì cái dòng sông này nè sẽ làm cho sáng bừng lên. Có nhiều khi chúng ta suy nghĩ bị giới hạn, chúng ta bị cái gì đó nó làm cho tâm trí chúng ta bị tối và không suy nghĩ ra được.
Đôi khi một cái ngoại cảnh nó tác động, hoặc là đôi khi chính trong hoàn cảnh của chúng ta, trong gia đình của mình hay là chính đời sống của mình, chúng ta để cho một cái gì đó nó làm cho tối, không suy nghĩ được. Mà có những cái trường hợp, những cái việc nó đến liên tục khiến cho tôi và anh chị em chúng ta không suy nghĩ nó thấu đáo được. Có lúc nào anh chị em nhìn người khác toàn là thấy người khác có lỗi không? Chỉ có mình là đúng không? Bao nhiêu người có giơ tay lên nè. Tôi giơ hai tay luôn nè. Tại vì sao mình thấy toàn là người ta có lỗi rồi, còn mình đúng á, có mình đúng á. Nhưng mà trên thực tế chúng ta nhìn qua như vậy, Chúa nói sao? Bởi vì các ngươi có cái đà trong mắt mình, mới thấy cái rác trong mắt anh em. Thật ra cái rác nó nhỏ lắm á, nhưng tại vì có cái đà cho nên nhìn thấy qua cái phản chiếu. Cho nên khi bắt đầu mình nhìn thấy toàn là rác, nhìn ai cũng rác hết, toàn là đánh ai cũng xấu hết á, có mình thôi đúng không? Sao thấy ông mục sư kia thấy khó chịu quá, gặp ông nói chuyện chút xíu là ông móc quéo à. Bởi vì trong đầu, trong mắt của mình nó có cái đà, đúng không ạ? Cho nên ở đây nói gì? Là cái dòng sông này nó làm vui thành, nó làm cho thành này bừng sáng trở lại. Dòng sông của Chúa làm cho thành bừng sáng trở lại. Nghĩa thứ hai có nghĩa là làm cho vui vẻ, hân hoan trở lại. Cái nghĩa thứ ba đó là làm cho vui mừng và trở nên rất vui mừng. Nó không phải chỉ là vui mừng bình thường nữa, nhưng mà nó trở nên rất vui mừng vì cái ngọn sông đó, nó làm cho thành của Chúa vui vẻ. Hallelujah. Như vậy anh chị em đã có cái dòng sông này chưa ạ? Và trách nhiệm làm cho cái dòng sông này tuôn chảy là bởi chúng ta hay là bởi Chúa? Bởi chúng ta. Chúng ta cần có một quyết định. Chúa ơi, con quyết định là khơi thông cái dòng sông này Chúa ơi. Nếu có cái gì nó làm cho càng tắc, nếu có gì nó làm cho không tỏa sáng, nếu có gì làm cho bị bế tắc, thì lại Chúa trong danh của Giê-xu, con gỡ nó ra, vứt nó ra, rác này phải dâng ra. Đừng đem rác vào trong nhà của mình, đừng đem rác vào trong thành của Chúa. Chúng ta phải có trách nhiệm giữ thành của Chúa luôn luôn sạch. Sứ đồ Phao-lô đã nói với hội thánh của Chúa như thế nào? Ở trong sách Ti-mô-thê thứ 2 chương 2 câu 20 và 21 ghi như thế này, có 20 đến 22. Trong một nhà lớn không những có cái bình vàng, bình bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ, bằng đất, thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. Vậy ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó thì sẽ như cái bình quý trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng làm mọi việc lành. Câu 22, cũng hãy tránh khỏi tình dục tuổi trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. Và Chúa nói với lại Ca-in, Ca-in, tại sao ngươi gầm nét mặt? Anh em còn nhớ câu chuyện đó không ạ? Sáng đây ký chương 4. Tại sao ngươi gầm nét mặt? Lý do Ca-in gầm nét mặt là gì? Bởi vì cái của lễ của ông không được Chúa nhầm. Nhưng mà tại sao của lễ không được nhầm? Bởi vì ông dâng không bỏ đức tin. Vì trong lòng ông đầy sự ganh tị. Tại sao ngươi gầm nét mặt? Tội lỗi trước cửa rình đợi ngươi, nhưng mà ngươi phải quản trị nó. Ngươi phải quản trị, không phải ta quản trị cho ngươi. Chúng ta thường thường cầu nguyện, Chúa ơi xin Chúa gìn giữ con, phải không ạ? Nhưng mà Chúa muốn chúng ta phải có trách nhiệm trên cái thành này. Chúng ta đừng đổ lỗi cho ai hết. Thường chúng ta đổ lỗi có nghĩa là bắt đầu chúng ta bào chữa cho chính mình, biện minh cho cái hành vi sai, và chúng ta cho rằng đó là phải trách nhiệm của tôi. Tại Chúa đưa cái người đàn bà này tới là, chứ không tôi không có, tôi không dễ gì tôi ăn trái cây đâu, đúng không? Tại cái người kia đó nói tôi một cái lời sốc cho nên tôi bị tổn thương. Chứ làm gì mà tôi bị tổn thương? Phải xin đi máy đừng mưa. Có đủ cái lý do hết phải không anh chị em? Người trẻ có lý do theo kiểu trẻ, thanh niên có lý do thanh niên, người lớn tuổi có lý do theo kiểu của người lớn tuổi. Tôi không đi thờ phượng Chúa ở hội thánh này đâu, tại vì hội thánh này không ai thương tôi hết. Không ai thương, có Khánh Hưng thương. Côrintô thứ nhất chương 6 câu 19 và câu 20. Anh em đã chẳng biết rằng thân thể của mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em,
là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vậy chứ anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy phải lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Anh em phải lấy thân thể mình làm sáng danh Chúa. Vậy trách nhiệm là Chúa hay là chúng ta? Chúng ta. Trách nhiệm chúng ta là phải giữ thành. Trách nhiệm chúng ta phải làm cho dòng sông này làm gì? Làm vui thành của Chúa. Amen. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đây chính là chứng tỏ sự trưởng thành của một người theo Chúa. Người chưa trưởng thành lúc nào cũng đổ lỗi cho hoàn cảnh hết. Người chưa trưởng thành luôn luôn nói cái lời tiêu cực và nói đổ lỗi cho người này người kia, và thường hay than thở trên Facebook. Có không anh chị em? Có than thở trên Facebook không? Facebook đâu phải là Chúa của mình đâu mà lên đó than thở. Vô phòng riêng, đóng cửa lại rồi cầu nguyện với cha ngươi. Ở nơi kinh nghiệm đó cha ngươi sẽ thấy trong chỗ kinh nghiệm và thưởng cho ngươi. Chúa không kêu rằng con ơi, khi mà con có nan đề, con buồn bã, con lên Facebook con than thở thì tại đó ta sẽ ban thưởng cho con. Không có. Tôi mong rằng tất cả con cái Chúa, đặc biệt là nhân sự, những người hầu việc Chúa trong hội thánh Rema, đừng than thở trên Facebook nữa chứ. Mà hay lắm, dùng câu kinh thánh nha, không có thường đâu. Dùng câu kinh thánh nhưng mà thật sự là đang bắn cho người kia đó. Ai sử dụng gươm thì sẽ chết bởi gươm. Đừng sử dụng gươm một cách bừa bãi. Khi chúng ta học được một bài học gì cho chúng ta thì chúng ta đăng lên. Đó là bài học cho chúng ta. Vì đó lời đó dạy cho mình, không dạy cho ai hết. Không cần dạy cho ai hết, bởi vì dạy cho mình trước rồi thì mới có thể giúp đỡ cho anh em được. Cho nên trách nhiệm của chúng ta là gì? Giữ thành và làm cho vui thành. Amen. Trách nhiệm của tôi là giữ thành và làm cho vui thành. Nói ở bên cạnh là trách nhiệm của anh chị, giữ thành và làm cho vui thành của Chúa. Amen. Giữ thành và làm cho vui thành. Hallelujah. Sau buổi nhóm hôm nay chúng ta thấy cái thành của mình nó vui vô cùng à. Sau buổi nhóm hôm nay cái thành của mình nó bừng sáng vô cùng. Có nhiều điều bế tắc tự nhiên nó mở ra. Có một cánh cửa được mở ra. Quyền năng phước hạnh được mở ra. Sự sung mãn được mở ra. Sự giàu có được mở ra. Amen. Sự chữa lành được mở ra. Amen. Chúng ta khai thông nó rồi. Chúng ta không để cho nó bế tắc nữa. Bởi vì tất cả mọi bế tắc nó không phải đến từ Chúa. Chúa có thể cho chúng ta vào trong những sự thử thách, nhưng mà trong thử thách đó Chúa vẫn mở đường cho ra khỏi. Nhưng mà khi Chúa chưa đưa vào thử thách mà chúng ta chạy vô nó rồi. Để chúng ta nói là Chúa ơi cứu con ra. Nhân danh Jesus Christ, tôi tuyên bố dòng sông này nó làm vui thành của Chúa, nó làm cho sinh ra và kết quả, nó làm cho chúng ta trở nên thịnh vượng ở trong ngày, trong những ngày tới. Mỗi một người đều có cái sự sống của Chúa tuôn tràn. Gặp nhau hãy nói lời sự sống, đừng nói lời sự chết. Đối tượng nếu có lời sự chết phải đuổi nó ra, vì nó không được phép ở trong cái thành của Chúa. Thì tại đó Đức Chúa đã ban phước. Chúa định nơi đó là nơi ở của Ngài, tại đó Chúa ban phước. Chúa nói là ta ban phước rồi, và đó là sự sống cho đến đời đời. Thành của Chúa, dòng sông càng tuôn chảy, thành đó trở nên giàu có, thành đó trở nên sáng choang ra. Anh em không cần quảng bá, nhưng mà nó vẫn sáng choang ra. Chúng ta trở lại Thi Thiên 148, anh chị em thấy ở đây. Có hai núi Siôn đẹp đẽ nổi lên về phía bắc là kinh đô của vua cao cả và sự vui vẻ của cả thế gian. Khi mà cái thành này mà nó đầy cái sự sung mãn và vui vẻ rồi, thì tôi nói với bà chị em rằng nó trở thành cái nguồn của phước hạnh cho người khác. Không phải anh em chỉ đến khi anh em đưa tiền ra, anh em dâng cho người ta thì đó mới là phước hạnh đâu. Nhưng mà lời cầu nguyện của anh chị em có thể mở ra một cánh cửa để đem lại sự giải cứu cho người khác. Nhưng mà cũng có những lúc Chúa dùng chúng ta để có thể gieo những hạt giống cho anh em của mình và đem lại sự vui vẻ cho cả thế gian. Nó tràn ra bên ngoài nữa chị em. Tràn ra người thế gian, tràn người chưa biết Chúa nữa kìa. Nó còn không phải chỉ trong cộng đồng dân Chúa thôi đâu, nhưng nó tràn ra. Anh chị em có nhìn thấy đám mây chưa? Ngay bây giờ trong tâm linh của anh chị em có nhìn thấy đám mây chưa? Eli đã nhìn thấy đám mây. Và ông nói với Ahab, kêu
kêu lính của mình, xin lỗi, ông kêu lính của mình làm gì? Hãy chạy nói với Ahab, hãy lên xe, chạy đi, coi chừng mưa theo kịp vua. Nếu ngay bây giờ tôi và trẻ em đã dọn nó sạch cái thành của Chúa đó, làm cho nó sạch và nó bừng sáng, thì mưa sẽ đến rất nhanh. Anh em không cần phải chạy đi đâu để anh em kiếm quyền năng phép lạ đâu. Hãy chuẩn bị, phải làm cho sạch cái lòng của mình đi. Thì lúc bây giờ mưa sẽ đến rất nhanh. Dòng sông nó sẽ tuôn tràn rất là nhanh. Đôi khi chúng ta giữ cái nghẹt ngồi đó đầy ở trong lòng, Chúa kêu tha thứ, chúng ta không tha thứ. Chúa kêu vứt bỏ tội lỗi dân vương, chúng ta không vứt bỏ. Nhưng chúng ta nghe chỗ này có quyền năng, nghe chỗ kia có phép lạ, bắt đầu chúng ta chạy tới. Và người ta trở về, người ta đầy dãy sự mừng, còn mình thì khô hẳn khô héo. Là lý do tại sao? Bởi nó bị nghẹt ngồi. Chúng ta có 4 cấp độ của dòng sông. Chúng ta xem có mình ở trong cấp độ nào. Ezechiel đoạn 47. Ezechiel 47. Chúng ta đọc đối đáp với nhau từ câu 1 cho đến hết câu số 12 luôn. À, tôi đọc trước và họ thánh đọc câu kệ. Cái đó người dẫn ta, đem ta về cửa nhà. Và này, có những nước văng ra từ dưới ngạch cửa về phía đông, vì mặt trước nhà ngó về phía đông. Và những nước ấy xuống từ dưới bên hữu nhà về phía nam bàn thờ. Người dẫn ta sấn lên phía đông, tay cầm một cái dây, lấy dây đo được 1000 cu đê. Người khiến ta lội qua nước, nước vừa đến mắt cá ta. Người lại đo 1000 nữa, bây giờ là một con sông, ta không lội qua được, vì nước đã lên, phải đạp bơi. Ấy là một con sông mà người ta không có thể lội qua được. Khi đến đó rồi, này, bên này và bên kia bờ sông có cây rất nhiều. Khắp nơi nào sông ấy chảy đến, thì mọi vật hay sống, tức là vật động trong nước, đều sẽ được sống, và ở đó sẽ có loài cá rất nhiều. Nước ấy đã đến đó thì nước biển trở nên ngọt, và khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật sẽ sống ở đó. Nhưng những chằm và những bưng của biển ấy sẽ không trở nên ngọt mà bỏ làm đất muối. Trên bờ này bờ kia sẽ xanh đủ mọi thứ cây có trái ăn được. Lá nó không hề héo rụng và trái nó không hề dứt. Mỗi tháng nó sẽ ra trái không mới, vì những nước tưới nó chảy ranh từ nơi thấm. Trái nó dùng để ăn, lá nó dùng để làm thuốc. Nha. Chúng ta thấy cái sự mô tả của dòng sông này nó giống như ở trong Khải Huyền đúng không? Trái nó để ăn, lá nó dùng làm thuốc. Và cái dòng sông này nó bắt nguồn từ đâu anh chị em? Chúng ta trở lại câu 1, câu 2 thì nó thấy cái đó người dẫn ta đem về cửa nhà, và này có những nước văng ra từ dưới ngạch cửa về phía đông, và mặt trước nhà ngó về phía đông, và những nước ấy xuống từ dưới bên hữu nhà về phía nam bàn thờ. Người ta đem ra bởi cổng phía bắc và dẫn ta đi vòng quanh bởi đường phía ngoài cho đến cổng ngoài, tức là bởi đường cổng hướng đông, và này có những nước chảy về bên hữu. Vậy mà dòng sông này bắt nguồn từ đâu ạ? Bắt nguồn từ đâu chị em? Từ ngạch cửa. Dòng sông này bắt nguồn từ ngạch cửa. Chúa Giêsu nói ta là cái cửa, ai bởi ta mà vào ra thì gặp được đồng cỏ. David đã từng ngập chìm trong cái sự phước lạc bên cạnh Chúa là gì? Ngài khiến ta an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn ta đến mé nước bình tĩnh. Và chỉ có Ngài
dòng sông nó bắt nguồn từ cái ngạch cửa. Cái cửa chính là Chúa Giê-xu. Tôi và chị em đã mở cửa mà vào rồi. Và như vậy chúng ta đã có dòng sông của Chúa ban cho rồi. Nhưng mà nó được chảy ra, nó được tuôn chảy, và tôi và chị em có những cái mức độ để được kinh nghiệm ở trong Ngài. Có người thì sao? Đến mắt cá. Mắt cá thì chúng ta cũng đã cảm nhận được sự tươi mát của dòng sông rồi, đúng không ạ? Rồi tiếp theo 1.000 cu đê nữa thì là tới đầu gối. Cảm nhận khác hơn. Rồi đó 1.000 cu đê nữa thì sao? Tới hông, cấp độ 3. Và đo 1.000 cu đê nữa thì sao? Bơi lội ở trong đó. Khi anh chị em ở cấp độ 1, anh chị em còn vùng vẫy bước đi theo cái kiểu của mình. Dễ lắm, đúng không ạ? Lên tới đầu gối, bước đi cũng được, nhưng mà nó hơi mỏi một chút phải không ạ? Nhưng mà vẫn còn sức của mình, phải chứ? Tới hông thì sao anh em cũng còn bước đi được? Bởi vì chúng ta còn chạm được dưới đất. Nhưng đến khi mà nó hỏng cái chân của mình rồi, thì chúng ta chỉ có bơi lội. Anh chị em còn chạy được trong nước không? Không chạy được trong nước nữa. Còn vung vẫy trong nước được không? Có vung vẫy để mình chạy nhanh hơn được nữa không? Là lúc bây giờ chúng ta bơi lội trong nước. Khi bắt cá thì chúng ta có thể điều chỉnh cái bước chân của mình. Khi đầu gối chúng ta cũng có thể điều chỉnh theo bước chân của mình. Thì đến hông chúng ta vẫn còn vùng vẫy ở trong đó theo cái cách của mình. Nhưng mà khi bơi lội thì chúng ta phải bị lệ thuộc dòng sông. Hiện nay tôi và chị em đang còn vùng vẫy không ạ? Một khi còn vùng vẫy thì chúng ta chưa lệ thuộc hoàn toàn vào dòng sông để chúng ta có thể bơi lội ở trong đó. Dòng sông này có một cái đặc tính rất là đặc biệt. Như hồi nãy trong đoạn 46 câu 4 thì con sông đó làm vui thành của Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong Ê-xê-chiên thì sao? Con sông đó chảy đến đâu thì sao ạ? Sự sống sẽ đến đó. Cây bắt đầu mọc ra và trái bắt đầu kết quả. Rồi bắt đầu gì nữa? Cá bắt đầu phát triển lên. Vì dòng sông đó là dòng sông sự sống. Hành trình chúng ta theo Chúa cũng vậy, nó có nhiều cái mức bậc. Chúng ta vẫn biết có nước, chúng ta vẫn biết quyền năng của dòng sông sự sống này. Nhưng mà đôi khi chúng ta không thực sự để được bơi lội trong đó. Sự kinh nghiệm quyền năng của Thánh Linh sự sống hay là dòng sông sự sống, đó là một cái sự trải nghiệm kể chỉ cần anh chị em chỉ cần đạp xuống nước thôi, anh chị em cũng có thể cảm nhận được nó. Nhưng một người được ngập tràn ở trong Thánh Linh sự sống thì hoàn toàn khác. Nó một cái cấp độ mới. Và Chúa muốn tôi và chị em kinh nghiệm trong cái dòng sông này. Hãy bơi lội trong dòng sông này. Chúa Giê-xu đã giới thiệu Thánh Linh. Cái người nào được sanh bởi Thánh Linh thì như thế này: gió muốn thổi đi đâu thì thổi, người nghe tiếng động nhưng không biết gió đến từ đâu. Người nào sanh bởi Thánh Linh cũng vậy. Đây chính là con người thuận phục hoàn toàn trong sự dẫn dắt của Thánh Linh. Kể cả khi đi truyền giáo, như sứ đồ Phao-lô, ông nói là gì? Thánh Linh ràng buộc tôi. Và Thánh Linh có phán với tôi rằng: khi ngươi đi đến các thành đó, ngươi đến đâu đó thì dây xích và hoạn nạn đi theo người đó. Nếu chúng ta được cái sự dẫn dắt của Thánh Linh và cho rằng ngươi sẽ đi và ngươi sẽ gặp hoạn nạn thử thách, thì tôi và chị em có quyết định để đi không? Hay là người ta khước từ? Nơi nào bình hòa và an ổn thì nơi đó Chúa sai con đi. Còn nơi nào khó khăn, nghịch cảnh, thử thách thì Chúa kêu người khác đi đi. (cười)
Có nghĩa là nơi nào khó thì Chúa sai người khác đi, nơi nào dễ Chúa cho con. À, đúng, có người cũng amen vậy đó. Có người thôi sao thiệt, còn thấy chỗ khó còn đi không nổi. Mà để Chúa để chỗ khó cho mấy ông mục sư đi, con đi dễ dễ. Điều này đã xảy ra phải không anh chị em? Một khi mà bắt đầu xong sự sống nó chảy trong lòng của chúng ta rồi, thì tôi nói với bà chị em là cái sự chọn lựa nó không còn nữa, mà đó là sự phó thác. Bởi vì chúng ta không khôn hơn Chúa. Những cái con đường của mình đi mà thấy ô con đường tốt quá, nhưng con đường của Chúa thì hoàn toàn khác. Chúng ta không khôn hơn Chúa đâu. Anh chị em nhớ rằng là khi mà Đức Thánh Linh đưa Chúa Giêsu vào trong đồng vắng, nếu anh chị em là Chúa Giêsu, anh chị em có chấp nhận vào không? Vào không ạ? À? Không. Cái này không phải rồi, không phải Chúa rồi. Cái này không phải Thánh Linh rồi. Cái này nó chắc là tà linh rồi, chứ mà Thánh Linh sao mà đưa con vô cái cảnh mà nghẹt ngồi như vậy, khô hạn cằn cỗi như thế. Nhưng mà Kinh Thánh nói ai đưa Chúa Giêsu vào đồng vắng đó? Thánh Linh. Vậy thì nếu Chúa Giêsu mà còn Thánh Linh còn đưa vào đồng vắng để thử nghiệm, thì tôi và anh chị em là người hầu vì Chúa, chúng ta có cần phải được thử nghiệm không? Bị được thử nghiệm hay là bị thử nghiệm? Cho nên khi mà có những cái thử thách, hoạn nạn thử thách mà xảy đến, gọi là chấm bề thoạt đến cho anh em, nó vây lấy, thì anh chị em phải nhớ một điều, chúng ta phải lắng nghe và biết để xem, tìm xem đây có phải là chương trình của Chúa không. Nếu là chương trình của Chúa, đừng vùng vẫy. Đừng có vùng vẫy, tại anh em vùng vẫy không ra đâu. Nhưng mà chúng ta thuận theo ý Chúa và xin Chúa giúp con để vượt qua được cái thử thách này. Có những lúc thì chúng ta la lên với Chúa: Chúa ơi, cái này con gánh không nổi, sức con chịu không nổi, vì nó quá sức của con. Thật ra cái quá sức của mình đó, nó là một cái giới hạn khả năng chịu đựng của mỗi một người. Nhưng anh chị em nhớ một điều rằng khi mà chúng ta cảm nhận quá sức thì lúc đó chưa phải là sức của Chúa, mà chúng ta đang dùng cái sức của mình. Thí dụ một ai đó bắt đầu tấn công chúng ta, nói những lời nói nghịch lại, nói xấu, chửi rủa chúng ta, và chúng ta lên tiếng rồi nhưng người đó vẫn tiếp tục nói nữa, và anh chị em nói là: Chúa ơi, con chịu hết nổi rồi đó, thì đó là cái cuối cùng của sức của chúng ta đó. Anh em hãy chuyển qua cái trạng thái automatic. Ở trong chiếc xe mà số tự động á, nó có cái số gọi là số driver, tức là số D. Cái số đó đi mọi địa hình được hết. Tức là chỉ cần vô cái số đó thôi là cứ chạy vi vu thôi. Nhưng mà có những lúc lên dốc, cái số D nó lên không nổi. À, bắt đầu chuyển qua số N. Số N nó tuột dốc luôn. Chuyển qua, là tại vì có chiếc xe thì nó là số M, M cộng, M trừ. Còn cái số là số 2 hay là số L. Thì nếu mà chúng ta chở nặng phải trở về cái số L để lên dốc. Thực tế cái người chúng ta vẫn là người đang lái, nhưng mà cái máy nó đẩy chúng ta đi, chứ không phải chúng ta đẩy cái máy đó đi. Có bao giờ anh chị em đã từng máy xe nó hết xăng mà đẩy bộ không? Lúc thì xe đẩy mình, bây giờ mình đẩy xe. À, anh chị em đi ở Mỹ Tho đi lên bằng cái gì? Anh chị đi bằng gì? Xe máy. Ở đây đi bằng gì? Xe hơi. Mà anh chị em có đi không? Hay là ngồi? Ngồi chứ đâu có đi. Xe máy có phải là anh chị em đi không? Không, anh chị em ngồi xe nó đi, xe đẩy đi mà. Anh chị em phải có trách nhiệm kiểm lái, chúng ta phải lái. Cho nên có những cái lúc mà trong cái sức của mình chúng ta nói rằng là: Chúa ơi, con chịu hết nổi. Anh chị em phải nhớ một điều rằng anh chị em đang ngồi trên xe. Ngồi trên xe mà cứ vác của ai cái gánh nặng vậy, rồi sao là Chúa, thôi con đi bộ còn sướng hơn. Vậy là nặng là do chiếc xe hay là do mình? Do mình không buông bỏ. Mà gánh nặng đó
Nhiều khi vô phòng nhóm cầu nguyện xong, ô cảm ơn Chúa, con trả gửi cái gánh nặng này, con giao phó mọi điều lo lắng của con cho Chúa. Chúa nói thiền sự lấy ra, bắt đầu vui mừng ca ngợi Chúa trong phòng nhóm, xong đi ra tới là thiền sự của tôi đâu rồi, đưa đây, quát tiếp. Đi về nhà bắt đầu gặm nhấm cái gánh nặng đó, bắt đầu nói người này, chỉ trích người kia, lên án người đó. Tại vì sao? Vì nặng. Nhưng tại vì chúng ta không có đặt cái gánh nặng xuống chiếc xe. Anh chị em đã bước vào con tàu Noe thuộc linh chưa? Bước vào chưa? Anh chị em có bước vào trong cái con thuyền của Chúa Giêsu chưa? Và anh chị em có nghe Chúa Giêsu nói, hỡi những kẻ mệt và nặng gánh, hãy đến với ta, ta cho các ngươi được yên nghỉ. Nhưng mà chúng ta đã nói vào tàu của Chúa rồi, nhưng mà chúng ta đi vẫn nặng, chúng ta đi vẫn mệt. Đó không phải là do Chúa, mà là do chúng ta. Chúng ta chưa để gánh nặng nó xuống. Chúng ta sợ để gánh nặng đó xuống thì đau chiếc thuyền, làm cho chiếc thuyền nó nặng hơn. Nó có nặng hơn không? Không hề nặng hơn. Bao nhiêu người trong anh chị em đang có cái nặng, cảm thấy còn nặng, tới bây giờ vẫn còn cái nặng à? Cho tôi biết. Không ai dám nặng hết trơn. Bởi vì Chúa xử lý rồi, nhưng mà tại vì chúng ta chưa để nó xuống. Có người nói tôi nặng gia đình, tôi nặng chồng tôi lắm, tôi nhận nặng bà vợ tôi lắm. Và thậm chí chúng ta còn nói cảm tạ Chúa, bây giờ tôi mới biết rằng chồng tôi là thập tự giá của tôi. Cái người nói là vợ tôi là thập tự giá mà Chúa muốn tôi vác mỗi ngày. Nếu anh chị em cho chồng vợ là thập tự giá thì tôi đã bảo chị em anh em vác suốt đời luôn á. Không, chồng không phải là thập tự giá của mình, vợ cũng không phải là thập tự giá của mình, con cái cũng không phải là thập tự giá của mình. Vậy thì Chúa kêu vác thập tự giá mình theo Chúa. Đó là gì? Người vác thập tự giá nó đi đâu? Vác thập tự giá để đi đâu? Để đi đến Golgotha, rồi đến cái chỗ đóng đinh, để đến cái chỗ chết. Con lần kia, anh này bây giờ anh về với Chúa rồi, hai vợ chồng anh học với Chúa mà chồng anh cứ ngăn trở liên tục. Ngày nọ, thấy vợ anh ngăn trở, một ngày nọ anh mới gọi tôi ra uống cà phê. Thế là tôi đi ra uống cà phê, anh nói cảm ơn Chúa em, vui mừng lắm, vui rồi, mới rồi anh đi dự một cái buổi nhóm, ông mục sư ổng giảng về vác thập tự giá mình theo Chúa. Bữa nay anh biết rồi, vợ anh chính là thập tự giá của anh. Bây giờ anh vác, anh phải vác thôi, anh phải vác. Vậy theo anh chị em, vợ là phước hay là quả? Tại sao loài vợ là phước? Vì Chúa nói một loài người ở mình gì không tốt. Chúa tạo ra một người giúp đỡ giống như nó. Nhưng bây giờ khi bắt đầu bước vào đi với Chúa, bắt đầu vợ mình bắt bớ, chồng mình bắt bớ, thì chúng ta gọi đó là gì? Họa. Cùng là hòm giao ước, trên đường David rước về thành của David. Nhưng mà trên đường đó thì cái con bò nó kéo chiếc xe, cái xe và có cái hòm giao ước trên, và nó nghiêng lắc. Thế là cái hòm giao ước nghiêng, Usa chạy lại đỡ cái hòm giao ước, Usa chết. David sợ quá, thôi không được, không được. Lúc đầu tưởng cái này hồi phước, ai nhờ khỏa, mới bị đụng vô chết mà đưa vô nhà ta là xong luôn. Thế là chuyển qua nhà Obed-Edom 3 tháng. Và Chúa ban phước cho Obed-Edom kinh hồn luôn, đến nỗi vang tới thành của Bethlehem, vang thành, xin lỗi, vang tới thành David. Và David nghe nói, ủa, Obed-Edom phước quá phước luôn, đến nỗi phước nứt vách luôn, đến nỗi phước bủa bay luôn, đụng chỗ nào cũng có phước hết. Thế là ông quyết định mời tất cả các thế lệ đến, họp bàn lại, lên một phương án đón hòm giao ước trở về. Cũng là hòm giao ước, nhưng mà Usa thì chết. David nghĩ đó là họa, nhưng mà khi vào trong nhà Obed-Edom thì nó trở thành phước. Vậy thì họa và phước không phải là do cái hòm giao ước, nhưng họa và phước là do chúng ta.
Bây giờ tôi mời các ông mà đang có vợ. Các ông có vợ, đang ông đang có vợ. Đưa tay lên nè, dạ. Ông nào đang có vợ? Tức là đang còn có vợ sống với mình á. Dạ. Rồi, anh chị em hãy nói cùng tôi nè, cảm tạ Chúa. Vợ con là phước Chúa cho con. Amen. Dạ. Không phải là vợ là quan gia. Ai là người đang có chồng à? Hãy nói tạ ơn Chúa. Chồng của con là phước Chúa cho con. Amen. Yeah. Nếu ai nói nghịch lại cái điều đó, có nghĩa là nói nghịch lại chương trình của Đức Chúa Trời. Ma quỷ nó thèm lắm khi chúng ta nói nghịch. Hãy làm sao để thanh của Chúa luôn luôn tỏa sáng. Làm sao thanh của Chúa luôn luôn ngập tràn niềm vui. Và Chúa nói rõ là gì? Cái sông nước nó chảy. Đó là sông nước sự sống. Nó chảy đến đâu thì sự sống đến đó. Nó chảy đến đâu thì tất cả cái sự sống nó có được. Cá nó được phát triển ở trong cái dòng sông đó. Có những lúc chúng ta nhiều khi mình nói vui, nhưng mà thật sự cái điều đó Chúa cũng không muốn chúng ta nói từ ra mồm miệng của mình. Nói vui mà nói nghịch lại chương trình của Chúa, Chúa cũng không muốn nên chị em. Mình nói đùa nói giỡn á. Chúng ta tính đó là đùa giỡn. Nhưng mà ma quỷ có tính đó là đùa giỡn không? Nhưng nó tính đó là gì? Hạt giống. Xin Chúa cho cái thành của Chúa được vui mừng luôn luôn anh chị em. Xin Chúa cho cái thành này luôn ngập tràn niềm vui và phước hạnh. Xin Chúa cho cái thành này luôn luôn có dòng sông của Chúa tuôn chảy, để vàng, nhũ hương, bích ngọc được chảy ra trong tôi và anh chị em. Những lời nói của tôi và chị em đó là lời của sự ngợi khen. Lời nói của tôi và chị em, lời của phước hạnh. Nó đem lại cho dân tộc, dân sự của Đức Chúa Trời, cho thanh của Chúa được vui mừng. Nhiều khi chúng ta, trong lòng của chúng ta có cái gì bực bối, khó chịu, bắt đầu chúng ta tìm người để chúng ta chia sẻ. Anh chị em biết chúng ta đang làm gì không? Chúng ta đang làm cho thành của Chúa tiếp tục nghẹt ngồi. Tập 2. Rồi bắt đầu hai người này nhận được cái nguồn đó. Cái nguồn gọi là cái sự bức bối khó chịu đó. Hai người này tìm hai người khác được để thông công. Công á, công quẹo á. Chứ không phải là thông công. Và từ hai đó thành bốn người. Và bốn người làm gì? Họ lại rất là nhanh. Họ đi đến. Ồ, có nghe gì không? Em nghe gì không hỡi em? Chúng ta tìm thêm bốn người nữa. Bắt đầu chúng ta chia sẻ ra. Chúng ta nói biết gì không? Cái điều mà tôi mới nghe hấp dẫn lắm. Nó làm nghẹt ngồi thành của Chúa đó mà nó hấp dẫn. Và dần dần hội thánh của Chúa đầy rác. Hãy nhớ, ai khóa phá hủy đền thờ của Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người đó. Thường ai mà nói với tôi về người A, người B, người C, người này có tội này, tội lỗi kia, tất cả điều đó đến đây và tôi đưa đến thập tự giá của Chúa hết. Tôi không cần phải sự xét nét cái gì cả. Người ta nói vu cũng được, người ta nói đúng cũng được, tôi không cần quan tâm. Tôi chỉ quan tâm một điều là gì? Nó không được tiếp tục lan tỏa. Và hãy bắt đầu cầu nguyện cho anh em chị em của chúng ta. Chúng ta phải dọn rác ngay, kẻo không nó bị nghẹt. Lúc là đó chúng ta dọn cực lắm. Amen anh chị em. Chúng ta trở lại Thi Thiên 46 câu 4. Chúng ta đọc với nhau một lần nữa. Thi Thiên 46 câu 4. Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành của Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chi Cao. Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành của Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chi Cao. Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành của Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chi Cao. Xin hãy nói với người bên cạnh rằng
chúng ta hãy là một dòng sông để làm cho thành của Chúa được vui vẻ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho hội thánh. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.